Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 11 Phượng Tùy Ca đã sai người mang đến chiếc châm Thủy Lam, hạ tĩnh thạch thở dài, bọn họ đã bắt nhất tiếu đi, rõ ràng đang ép ta đây mà. Tiêu vị nhiên lo lắng nhìn hạ tĩnh thạch, nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Ninh Phi và Tuyết Ảnh vừa đến, nghe thấy lời đó, Ninh Phi liếc nhìn Tiêu Vị Nhiên đầy ngờ vực. Tiêu Vị Nhiên mím môi, khẽ gật đầu. Ninh Phi nhíu mày rậm, nghiêm túc hỏi, Điện Hạ, liệu có nên báo việc này lên Thánh Đế không? Hạ tĩnh thạch im lặng, Tiêu Vị Nhiên lắc đầu đáp, hiện tại chúng ta chưa biết bọn chúng đã biết bao nhiêu, không thể mạo hiểm. Hơn nữa, Thánh Đế cũng sẽ không bận tâm đến một đô ý hèn mọn tuyết ảnh đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt rồi dừng lại ở hạ tĩnh thạch do dự lên tiếng ờ ta có phải đã bỏ lỡ tin tức quan trọng nào không hạ tĩnh thạch khẽ lắc đầu không giải thích nhiều chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài trong đó còn liên quan đến hoàng thất túc xa vậy nên ngươi cứ về tào thành trước đi bổn vương nhất định sẽ đưa nhất tiếu trở về bình an hoàng thất túc xa à tuyết ảnh sững người rồi cười lạnh là ta lỗ mãng nhất tiếu gặp chuyện, người đương nhiên không thể tránh khỏi liên đới. Ninh Phi vội kéo tay áo nàng, mọi người đều đang nghĩ cách, người hà tất phải nói lời như vậy. Tuyết ảnh hất tay hắn ra, nghĩ cách gì, ngoài đi đòi người ra thì còn cách nào nữa. Tuyết ảnh nói không sai, hạ tĩnh thạch đứng dậy, vậy ta sẽ viết thư cho thánh đế, rồi bắt tay chuẩn bị mọi thứ. Ngày gần đây ta sẽ khởi hành đến Túc Sa để đón công chúa Hí Dương về. Tiêu Vị Nhiên và Ninh Phi bật thốt lên, điện hạ, hạ tĩnh thạch mỉm cười, chính là bọn chúng đang nôn nóng. Ta vốn dự định chờ trời ấm hơn chút mới đi, không biết Phượng Tùy Ca đã cho Nhất Tiếu dùng loại thuốc gì mà nàng đã có thể đi lại, nhưng toàn thân luôn dã rời, tứ chi lúc nào cũng mệt mỏi. Từ ngày hôm đó, Phượng Tùy Ca không tra tấn nàng nữa, chỉ sai một đội cấm vệ bao vây căn gác mái nàng ở để phòng nàng bỏ trốn một vài hạ nữ vui vẻ cười nói đi qua trước cửa sổ tiếng nói không lớn nhưng nhất tiếu vẫn nhạy bén nghe thấy ba chữ trấn nam vương nàng liền gọi các nàng lại từ cửa sổ các ngươi vừa nhắc đến trấn nam vương có phải là trấn nam vương của cẩm tú vương triều không hắn đã làm sao một người trong số đó ngập ngừng rồi đáp vâng mới có tin truyền đến đội ngũ của trấn nam vương rước công chúa đã khởi hành từ cẩm tú dù giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như đòn cảnh cáo dáng mạnh vào nhất tiếu, khiến nàng choáng váng, toàn thân như kim chích đau nhói. Nàng loạn choạng bám vào dàn trồng hoa bên cạnh để trụ vững. Phủi sạch quan hệ với ta rồi, liệu chàng có thể an tâm nghênh thú công chúa Hí Dương không? Nàng cười chua chát, miệng nói cứng là vậy, nhưng trong lòng vẫn không nỡ buông bỏ chàng. Quốc chủ muốn tổ chức hôn lễ ở Túc Sa, Trấn Nam Vương cũng đã đồng ý, một hạ nữ khác xen vào cho nên trong công hiện đang điều động người để chuẩn bị lắm chuyện giọng nam trầm thấp vang lên làm hai thị nữ giật mình quỳ xuống xin hoàng tử thứ tôi nhất tiếu thở dài không trách các nàng là ta hỏi trước phượng tùy ca bảo hai thị nữ lui ra rồi đẩy cửa bước vào nhất tiếu lui về mép giường ngồi xuống chậm rãi nói ta đã sớm nói rồi chẳng có âm mưu nào nhằm vào túc xa cả Phượng Tùy Ca khẽ nắm chặt tay, có thể là vậy, nhưng khi mọi thứ chưa ngã ngũ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhất Tiếu nở một nụ cười nhạt, vậy được, chờ Điện Hạ cưới công chúa xong, nếu ngài không định giết ta diệt khẩu thì hãy thả ta đi. Người định chạy đi đâu, chẳng lẽ lại muốn quay về bên cạnh Điện Hạ của ngươi sao? Phượng Tùy Ca cười lạnh, dù có trở về, người cũng chỉ có thể làm chắc phi mà thôi. Ngồi một lát, sắc mặt tái nhợt của nhất tiếu dần dần hồng hào trở lại nghe hắn nói thế nàng chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp thì sao chứ khóe miệng phượng tùy ca co lại đôi chút ngươi thật sự nghĩ rằng hắn sẽ cưới ngươi sao về tướng mạo hay thân phận ngươi làm sao có thể so với hí dương không cần hoàng tử nhắc nhở ta tự biết mình ánh mắt nhất tiếu dần dần sáng lại ta chỉ muốn rời khỏi nơi này phượng tùy ca nhìn nàng một lúc lâu rồi đột nhiên cười khẽ nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng chẳng có ý định thả ngươi đi. Nhất tiếu không hề e dè đối diện ánh mắt của hắn, chỉ cần ta muốn trốn, ngươi cũng không giữ nổi ta. Hoàng tử, một thị nữ thận trọng bước đến gần phượng tùy ca. Hắn quay đầu liếc nhìn, thấy thức ăn trên khay vẫn còn nguyên, sắc mặt trở nên khó coi, nàng vẫn không chịu ăn cơm sao. Người đấu không lại nàng đâu, chịu thua sớm sẽ tốt hơn, Phượng Hí Dương vừa nói, vừa với tay lấy một chuỗi lưu ly quý giá trong bộ siêu tập của hắn và lắc lắc hoàng huynh ta cũng lấy cái này nhé phượng tùy ca lườm nàng một cái rồi quay sang thị nữ cứ mang thức ăn đến như thường lệ đợi khi đói quá tự nhiên nàng sẽ ăn thôi thị nữ ngập ngừng nhưng đã là ngày thứ tư rồi phượng hí dương ngạc nhiên dừng tay giữa chừng bốn ngày rồi huynh định bỏ đói chết nàng sao phượng tùy ca quay đi về ngượng ngùng cơm canh cũng đâu phải thuốc đâu. Dù là thuốc, nàng uống xong rồi có nhổ ra thì cũng là việc của nàng thôi. Phượng Hí Dương vỗ chán, than thở, thật là khổ sở, để ta vào xem nàng thế nào. Nhất Tiếu đang tựa vào sập bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng cửa mở, nàng không quay đầu lại. Chợt, ánh mắt nàng gặp phải một đôi mắt tinh danh, quả là một mỹ nhân quật cường, hèn gì Hoàng Huynh phải lao tâm khổ tứ. Nhất tiếu liếc nhìn Phượng Hí Dương, vị tân nương cũng được mời đến để làm thuyết khách sao? Phượng Hí Dương mỉm cười nói, ta biết ngươi là người của huynh ấy, và ta cũng biết ngươi không muốn gặp ta lúc này. Nhưng ngươi trong lòng vừa giận vừa hơn, nên cũng phải dưỡng sức khỏe cho tốt, nếu không thì lấy đâu ra sức để tranh đấu với ta? Nhất tiếu nhếch mép cười nhạt, ta không phải là người của huynh ấy, cũng chẳng có ý tranh giành tình cảm với ngươi, càng không có điều gì phải bất bình ta chỉ muốn rời khỏi túc xa. Phượng Hí Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng Hoàng Huynh, thôi được, để ta mang chút điểm tâm vào, người ăn một chút, ta sẽ không nói lại với Huynh ấy đâu. Nhất Tiếu làm như không nghe thấy, chỉ thở ơ quay mặt đi. Đợi mãi không thấy Nhất Tiếu quay lại, Phượng Hí Dương đành ngượng ngùng lui ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng ngẩng đầu liền bắt gặp sắc mặt tái xanh của Phượng Tùy Ca. Nàng nhún vai, đây là chuyện giữa ngươi và nàng, ta không thể khuyên được, tự ngươi vào đi. Khi Phượng Tùy Ca cùng thị nữ bưng khay thức ăn bước vào phòng, Nhất Tiếu vừa ngồi lại trên sập. Thấy hắn tiến vào, nàng cũng chẳng buồn để ý. Phượng Tùy Ca nghiến răng, quát thị nữ, nàng không chịu ăn, người không biết ép nàng sao. Thị nữ run rẩy tiến lên, đặt khay lên bàn nhỏ trước giường. Vừa cầm đũa định gắp, Nhất Tiếu giơ tay hất mạnh, cả khay lẫn bát đũa đều rơi xuống đất ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Phượng Tùy Ca. Được, Phượng Tùy Ca cười gần, hôm nay ngươi làm loạn một lần, ta sẽ bỏ đói ngươi ba ngày, rồi lại đi lấy đồ mới. Thị nữ đáp nhỏ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nhất Tiếu. Nhất Tiếu nhìn sắc mặt trắng bệch của thị nữ, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Tùy Ca, từ từ cúi xuống nhìn đống đổ vỡ dưới chân. Đột nhiên nàng nghiêng người, dưới tiếng hét kinh hoàng của thị nữ, nhặt lấy một miếng và nhét vào miệng. Ngay lập tức, âm thanh răng nàng nghiến nát mảnh sứ vang lên sắc lạnh. Phượng hí Dương, đang lén nhìn ngoài cửa, lập tức thét lên và lao vào phòng. Phượng tùy ca cũng hốt hoảng, nhào tới, túm lấy cằm nàng vào quát, "Ngươi là đồ điên, mau nhổ ra cho ta." Thị nữ đứng bên đã sợ đến cứng đờ, lùi ra một góc mà run rẩy. Khi chắc chắn nhất tiếu đã nhổ hết trong miệng, Phượng Tùy Ca toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, Phượng Hí Dương thì ngã ngồi xuống một bên, sắc mặt tái nhợt. Nhất Tiếu nhổ ra một ngụm máu, mỉm cười nhìn hắn, thế nào? Không dám nhìn thẳng vào Nhất Tiếu, Phượng Hí Dương run rẩy kéo tay áo Phượng Tùy Ca, Hoàng Huynh, đừng ép nàng nữa, nàng thật sự sẽ chết đấy. Ánh mắt Phượng Tùy Ca lóe lên vẻ phức tạp, đôi môi mấp máy, cuối cùng như hạ quyết tâm mà nói, sau hôn lễ của Hí Dương ta sẽ đưa ngươi về cẩm tú vương triều. Dứt lời, hắn nhìn nhất tiếu một cái sâu sắc, rồi xoay người lao ra khỏi phòng. chương 12 Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Phượng Tùy Ca sai người đem một viên thuốc tới, nhất tiếu uống vào, sức lực hồi phục không ít. Đến giờ ngọ, đa số lính canh dưới lầu đã rút đi, chỉ còn hai người trụ lại cùng nhất tiếu. Trời chuyển tối, không khí lạnh lẽo bốt giá của mùa xuân bao trùm ngoại trừ những người canh gác đêm và tuần tra hầu hết mọi người đều lui vào nhà tìm chỗ ấm áp để tránh cái lạnh hai tên lính canh dựa vào một góc chắn gió để trò chuyện một tên hào hứng kể với bạn nghe nói trong hoàng cung có một cô nương xinh đẹp lão ngụy ở xa hà doanh bảo cô ấy đẹp như tiên nữ nhất tiếu nhẹ nhàng bước từng bước trên sàn gác tiến sát đến phía sau tên lính khi chỉ còn cách ba bước sàn gỗ dưới chân nàng phát ra tiếng kêu nhỏ Tên lính giật mình quay lại, thấy là Nhất Tiếu thì ngạc nhiên, hỏi, có chuyện gì sao? Nhất Tiếu nở một nụ cười tự nhiên, ta thấy hơi đói, người có thể giúp ta ra bếp xem còn thức ăn không? Hai tên lính nhìn nhau, một tên nói, để ta đi. Ta cũng chưa ăn no, vừa hay có lý do đổi ca trực. Nhất Tiếu cúi người đáp lễ, vất vả cho ngươi rồi. Tên lính phẩy tay, rồi đi khuất. Nhất Tiếu dõi theo hắn, cho đến khi hắn khuất bóng sau hành lang dài. Lúc đó, nàng bắt gặp ánh mắt cảnh giác của tên lính còn lại và cười khẽ, xem ta chỉ lo ăn uống, thôi ta đi vào chờ. Nói xong, nàng giả vờ quay người bước đi. Đợi đến khi tên lính canh thả lòng chuẩn bị quay đi, nhất thiếu bất ngờ vận lực, nhắm vào sau gáy hắn đánh mạnh xuống. Tên lính chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Nhanh chóng đi xuống cầu thang, nhất tiếu né qua một nhóm lính tuần tra tiếp cận bờ tường bên ngoài ban ngày nàng đã quan sát rõ bên trong và ngoài khu vực tường tuy cơ thể chưa hoàn toàn bình phục nhưng chỉ cần vượt qua bức tường này bên ngoài sẽ là khu rừng nhỏ rất thích hợp cho việc đào thoát vào ban đêm mà không lo bị phát hiện vừa chạm tay vào bức tường phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ ngươi không tính đợi lấy nửa phần còn lại của dài dược sao nhất tiếu giật mình quay lại thấy phượng tùy ca đứng đó ánh mắt rực sáng trong bóng tối từng bước một tiến đến. Khi hắn tới gần, Nhất Tiếu đã lấy lại bình tĩnh, nói, Phượng Tùy Ca, người cố ý. Phượng Tùy Ca cười nhẹ, không phủ nhận, ta làm sao nỡ thả ngươi đi sớm thế. Nghe nói bệnh lâu năm của Trấn Nam Vương khỏi ngay sau khi nhìn thấy một cây châm lưu ly. Li. Điều này khiến ta càng mong đợi lúc hắn gặp chủ nhân của cây châm ấy. Đồ tiểu nhân, Nhất Tiếu lập tức lao tới, như một con mèo vừa bị dẫm đuôi. Phượng Tùy Ca lùi lại một bước, móng tay nàng chỉ sượt qua mặt hắn, để lại một vệt máu đỏ tươi. Đúng là một nữ nhân thô lỗ, Phượng Tùy Ca trao mày, dùng mơ u bàn tay chạm nhẹ vào vết thương. Lần này ta bỏ qua cho ngươi, nếu còn gây thêm chuyện, ta rất sẵn lòng để ngươi bị giam giữ đến hết đời. Trong lúc này, tên lính canh vừa đi lấy thức ăn từ nhà bếp đã phát hiện sự bất thường, lập tức báo đồng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khu vườn sáng rực như ban ngày. Tiếng hồ náo động vang khắp nơi, Phượng Tùy Ca mỉm cười, chìa tay ra, đi theo ta một chút đi. Nhất Tiếu đứng yên một lúc, rồi từ từ đưa tay đặt vào tay hắn. Phượng Tùy Ca lập tức nắm chặt, dẫn nàng trở lại con đường dài đá cuội. Đám lính hoảng hốt phát hiện Nhất Tiếu biến mất, vừa định lùng dục thì thấy Phượng Tùy Ca dắt tay nàng đi từ xa tới. Tất cả đều ngây người, không biết phản ứng ra sao. Một người lính trẻ nhanh trí đi tới quỳ xuống, cung kính, điện hạ tới, thần chờ con tường xảy ra chuyện gì. Phượng Tùy Ca cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho Nhất Tiếu đi trước. Ôn Tồn nói, về phòng đi, ngày mai ta sẽ tới thăm nàng. Nhất Tiếu lườm hắn một cái, rồi từ từ quay vào phòng, hai lính canh vội vàng bám theo. Khi Nhất Tiếu đã lên cầu thang gỗ, người lính trưởng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn lại Phượng Tùy Ca bất giác sững sờ, điện hạ, mặt ngài, phượng tùy ca dường như đang rất vui, cười nói, mèo cào thôi. Không để ý tới ánh mắt tò mò của đám lính, hắn rời đi với bước chân thoan thoát. Một lính mới ghé lại gần hỏi nhỏ, trong vườn từ bao giờ có mèo vậy? Người lính trưởng lườm hắn, nói, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng không biết, còn ăn cơm không trả tiền. Rồi ông lẩm bẩm nhìn theo bóng phượng tùy ca, con mèo này gan không nhỏ ninh phi khi ninh phi đang lấy túi nước một tiếng hét chói tai từ trong xe ngựa vọng ra các lính cấm vệ bên ngoài giật mình len lén liếc về phía ninh phi với ánh mắt đầy thương cảm nhìn hắn nghiêm mặt đổi đầu ngựa tiến đến cạnh xe ngựa lại chuyện gì nữa tuyết ảnh trôi ra từ xe ngựa tay cầm một tách trà tinh xảo đưa đến trước mặt hắn gương mặt ninh phi dịu lại chính nàng uống đi ta không khát tuyết ảnh nâng tách trà cao hơn đáp ta không phải bắt ngươi uống. Ta là muốn ngươi nhìn xem. Sao vậy? Ninh Phi cúi xuống nhìn, thấy trong tách trà có mấy con bọ nhỏ bơi lội, liền điềm nhiên nói, chỉ là mấy con lăng quăng, không có gì đáng lo. Không đáng lo, tuyết ảnh tức giận hét lên, người cố tình để bọ vào đây để dọa ta phải không? Ninh Phi nhíu mày, giải thích nước khe không sạch như nước suối, có chốt bỏ thì chứng tỏ nước sạch và không độc. Ra ngoài như thế này, đừng nên quá kén chọn tuyết ảnh nổi giận suýt nữa ném tách trà vào mặt hắn đừng kén chọn nếu ta uống liền từ túi nước thì lũ bọ này đã trôi vào bụng ta rồi ninh phi thở dài đưa túi nước của mình cho nàng vậy nàng uống cái này của ta đi tuyết ảnh bĩu môi lùi lại mặt đầy vẻ chán ghét ngươi uống rồi càng bẩn hơn vậy nàng muốn sao ninh phi cuối cùng không nhịn được quát lên có mấy con bọ thôi mà ngươi làm quá Vậy thì khỏi uống nước đi." Tuyết Ảnh giận dữ đáp lại, "Có bỏ sao mà uống được?" Chưa dứt lời, đôi mắt nàng mở to kinh hoàng. Ngay lập tức, Ninh Phi giật lấy tách trà, uống một hơi hết sạch nước có lăng quăng. Thấy nàng kinh ngạc, hắn lau miệng rồi nhét lại tách trà vào tay nàng, cười, "Thấy không, có bỏ vẫn uống được." Bốp, tách trà rơi khỏi tay Tuyết Ảnh, lăn vài vòng rồi vỡ nát dưới bánh xe ngựa. "Ngươi người vừa nuốt hết bỏ vào bụng rồi, giọng tuyết ảnh run rẩy, đầy vẻ sợ hãi. Sắc mặt nàng biến đổi liên tục, cố gắng kìm nén nhưng không chịu nổi, nàng nhảy xuống xe, ngồi tụp bên vệ đường mà nôn mưa. Ninh Phi ngạc nhiên xuống ngựa, tiến đến vỗ lưng nàng, nói, chỉ vài con bọ thôi mà, nàng còn chưa nghe nhất tiếu kể sao. Khi xưa, trên chiến trường thiếu nước, chúng ta còn phải uống cả nước tiểu của ngựa. Vừa nôn xong bữa trưa, Tuyết ảnh nghe hắn nói câu đó, không nhịn được lại nôn thêm một trận nữa. Ninh Phi bật cười, tiếng cười vang dội Tuyết ảnh tức đến nỗi hét lớn, ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hạ tĩnh thạch vén màn xe lên nhìn ra ngoài, ngồi trên lưng ngựa đi cạnh xe. Tiêu vị nhiên cười nói, Ninh Phi lại trêu lăng tiểu thư đấy. Hạ tĩnh thạch hơi mỉm cười, hắn cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Tiêu vị nhiên còn định nói gì đó, nhưng hạ tĩnh thạch đã buông màn xuống trầm ngâm một lát tiêu vị nhiên nhẹ giọng nếu cưới công chúa điện hạ vẫn có thể nạp thêm chắc phi nhất tiếu hẳn sẽ không từ chối bên trong xe lập tức im lặng không còn tiếng động nào kể cả tiếng va chạm của quần áo một lúc lâu sau giọng hạ tĩnh thạch trầm trầm vang lên mỗi người đều có hạnh phúc riêng của mình Hạnh phúc của nàng kiếp này sẽ không nằm ở bên bổn vương. Chương 13 hai thị nữ mỗi người một bên lần lượt đeo vòng vàng lên tay phó nhất tiếu vòng nặng trĩu đẻ lên khiến da thịt nàng đau nhói nhất tiếu giơ tay lên đầu món tay lướt nhẹ qua mặt kính trong gương hiện lên một dáng vẻ độc đáo quyến rũ lớp trang điểm rực rỡ che đi vẻ xanh xao nhưng không giấu được nét u buồn giữa đôi mày nàng đêm ấy nàng chạy trốn không thành thủ vệ trên gác mái được tăng cường thêm sáng hôm sau ngay sau bữa cơm Nhất Tiếu phát hiện tay chân mình lại dần trở nên yếu ớt như trước. Hôm nay, đội ngũ đón dâu của Cẩm Tú Vương Triều sẽ tiến vào biên giới Túc Sa Quốc, và Phượng Tùy Ca lại ép nàng cùng ra thành lâu đón đoàn. Hãy chọn, hoặc là ra thành lâu đón dâu, hoặc dự tiệc đón gió vào đêm nay, hắn cười nham hiểm và ra hiệu cho các thị nữ đến giúp nàng trang điểm. Phó tiểu thư quả là mỹ lệ sau khi trang điểm, một thị nữ khen ngợi, bảo sao hoàng tử lại say mê đến thế. Từ sau sự cố náo động ấy, tin đồn về việc hoàng tử Túc Sa si mê một nữ tù binh cẩm tú đã lan truyền khắp biệt huyền. Câu chuyện gốc đã được thêm thắt nhiều chi tiết, hoàn toàn bỏ qua việc nhất tiếu bị thương, cuối cùng biến thành câu chuyện phượng tùy ca vào đất cầm tú để tìm kiếm tình nhân cảm động lòng người. Dần dần, những hạ nhân trong hoa viên đã đổi cách gọi nhất tiếu từ phó đô ý thành phó tiểu thư. Hắn yêu thương thật là cách yêu quá đặc biệt nhất tiếu nghiến răng nhấn mạnh từng từ khi nàng vừa nói xong thị nữ làm tóc đã cố định cây châm cuối cùng xem xét cẩn thận một lần nữa rồi hài lòng gật đầu lùi về phía sau một thị nữ khác ôm y phục vội vàng tiến lên giúp nàng thay đồ ánh mắt nhất tiếu dừng lại trên chiếc áo gấm san hô hồng đặt trên khay nhíu mày ta không mặc cái này không mặc à Phượng Tùy Ca vừa bước vào phòng đã hỏi, ta nhớ ngươi vẫn luôn mặc chiến bảo san hô hồng, chắc rất yêu thích màu sắc này nên ta đã cho người chuẩn bị riêng cho ngươi. Thế mà ngươi lại không muốn sao? Nhất tiếu cúi thấp mi, ngày này, người cần mặc áo đỏ không phải là ta. Mặc đồ đỏ thì sao? Rất hợp với ngươi đấy, hắn tiến đến gần nàng, ngắm nhìn thân hình đoan trang của nàng từ mọi góc độ, ngày thường ngươi luôn để mặt mộc, nhưng hôm nay trông không phải là đẹp lắm sao? Nhất tiếu nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, màu sắc này, từ khi chiến tranh kết thúc, ta đã không còn mặc. Vì sao vậy? Phượng Tùy Ca tò mò hỏi, màu sắc tươi đẹp thế này trên chiến trường chẳng phải sẽ rất. Nổi bật sao, giọng hắn dần lạnh đi, gương mặt vốn ôn hòa trở nên đầy vẻ sương lạnh. Ngươi vì người đó mà dùng chính mình làm mồi dụ địch, không sợ sống quá dài hay sao? Nhất tiếu chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhạt, ta vẫn còn sống phượng tùy ca nhướng mày bỗng bật cười khẽ nếu muốn chọc giận ta thì chỉ e ngươi phí công rồi không thích bộ y phục này sao thật là khó xử nhỉ bây giờ biết đi đâu mà tìm một bộ khác phù hợp hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới đầy ác ý bất ngờ phượng tùy ca kéo thắt lưng của mình xuống nhất tiếu căng người cảnh giác nhìn hắn chằm chằm hắn từ tốn cởi bỏ chiếc áo gấm hoa văn kim tuyến trên người rồi trùm lên nhất tiếu cười nói thế này chắc hợp với ngươi hơn. Nhất tiếu vừa nhíu mày, chưa kịp đẩy chiếc áo còn vương hơi ấm của hắn ra thì Phượng Tùy Ca đã nhanh tay giữ chặt nàng. Không thể thoát, nàng tức giận nói, buông ta ra, ta sẽ mặc bộ đồ đỏ. Không, Phượng Tùy Ca cười khẽ bên tay nàng, ta thấy bộ này hợp với ngươi hơn. Thấy nàng còn muốn dãy rủa hắn liền đá nhẹ sợi đai lưng vừa vứt dưới đất lên, nhanh tay chộp lấy, quấn chặt quanh tay nhất tiếu. Trong tiếng kêu kinh ngạc của các thị nữ, hắn nhấc bổng nàng lên và bước ra ngoài. Những thị nữ ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát rồi bắt đầu ríu rít bàn tán. Chưa nói được mấy câu, thị nữ làm tóc bất ngờ bật dậy, chạy theo ra ngoài, hoàng tử, ngài vẫn chưa mặc áo ngoài. Cho đến khi bị phượng tùy ca đặt lên yên ngựa, nhất tiếu vẫn yêu ớt chửi rủa, người đúng là một tên điên, đánh trận đến nỗi hỏng cả đầu rồi lời nàng mắt ngang khi hắn dùng tay bịt miệng nàng trong vườn muốn ồn ào thế nào tùy ngươi nhưng ra khỏi cửa thì phải giữ miệng nếu không thấy nhất tiếu trừng mắt nhìn mình hắn cười nhẹ nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ thả cho ngươi chỉnh trang lại ngươi có thể từ chối nhưng ta không ngại để trấn nam vương nhìn thấy ngươi xốc sách dựa vào lòng ta nhất tiếu đành gật đầu bất đắc dĩ phượng tùy ca liền dùng chiếc áo khoác ngoài phủ lên người nàng tháo đai lưng của chiếc áo gấm ra, tạo khoảng trống đủ để nàng chỉnh lại trang phục của mình. Khi nhất tiếu chỉnh trang xong, Phượng Tùy ca cười hài lòng, nếu ta là ngươi, ta sẽ ôm chặt người đàn ông bên cạnh. Chưa để nhất tiếu phản ứng, hắn thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa đã đợi sẵn, hí dài rồi phóng nhanh như tên bắn ra ngoài. Nhất tiếu suýt nữa ngã khỏi yên ngựa, dù đã quen phi ngựa qua nhiều năm binh nghiệp và từng ngồi chung ngựa với người khác nhưng bị ôm ngang thế này là lần đầu. Lưng ngựa nhấp nhô làm nàng buộc phải dựa sát vào ngực phượng tùy ca. Nghĩ đến các kiểu chết, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc ngã chết, nên đành siết chặt lấy eo hắn để khỏi bị văng ra. Hắn trông có vẻ rất vui, nụ cười đáng ghét hiện trên gương mặt, ánh mắt lấp lánh sáng, mang theo khí thế cuốn nàng hướng về thành lâu. Cả đời nàng chưa bao giờ thấy mình mất mặt đến thế. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lẽ ra ngày đó nàng nên bắn thêm mấy mũi tên vào hắn nhất tiếu oán hận nghĩ phượng tùy ca mang nàng đến dưới thành lâu nhưng vẫn không có ý định thả ra bỏ mặc nàng dãy sủa hắn nhấc bổng nàng lên bước lên thành lâu một cách vững vàng hoàng huynh giọng phượng hí dương nhỏ lại khi thấy phó nhất tiếu ánh mắt quét qua bộ nam trang trên người nàng hoàng huynh phượng hí dương mỉm cười đầy ẩn ý gấp gáp thế này sao không kịp thay một bộ y phục đoan trang hơn sao? Nhất tiếu định mở miệng nói, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Phượng Tùy Ca nên đành nuốt lời lại, trong lòng bực bội, dồn sức nhéo thật mạnh vào eo hắn. Sắc mặt Phượng Tùy Ca không đổi, thả nàng xuống đất, ngươi qua ngồi với diễn dương bên kia đi, ta chào phụ vương xong sẽ tới tìm ngươi. Một con ngựa phi nhanh từ quan đảo tiến đến, dừng lại dưới thành và lớn tiếng bẩm báo, bẩm quốc chủ đoàn đón dâu của Trấn nam vương triều cẩm tú đã đến cách đây một dặm lễ quan lập tức nhìn về phía quốc chủ túc xa là phượng kỳ sơn sau khi nhận được phép liền cất cao giọng Trấn nam vương triều cẩm tú đến tiếng kèn vang rồi như rồng ngâm vang vọng tận mây xanh chấn động mạnh đến mức khiến nhất tiếu đau nhói nàng lập tức đứng bật dậy không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những quý nữ xung quanh chạy vội về phía tường thành hắn đã đến rồi không biết từ lúc nào phượng tùy ca đã quay lại tiến tới ôm lấy eo nàng ghé sát bên tai nàng giọng thân mật hỏi kích động như vậy sao nhất tiếu không đáp đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía đoàn người đang tiến đến trên quan đạo quanh co phía trước là lá cờ vương kỳ tung bay đó là lá cờ quen thuộc nhất với nàng trên nền đen huyền là chữ hạ to lớn thêu bằng chỉ vàng hắn đã đến phượng tùy ca nghiến răng dù có nhìn mỏi mắt cũng vô ích, hắn không đến vì ngươi, hắn đến vì diễn dương. Nhất tiếu nhìn hắn và nở một nụ cười rạng rỡ trong mắt hiện lên ánh nhìn sắc sảo ngươi tự lừa dối được lòng mình sao? Phượng tùy ca mím môi, mạch máu trên trán giật lên từng hồi. Trấn Nam Vương hạ tĩnh thạch trầm chậm cưỡi ngựa tiến gần đến thành lâu của Túc Sa Quốc, ngẩng đầu, nhìn về phía quốc chủ Túc Sa, Phượng Kỳ Sơn, đứng trên cao, rồi cúi người hành lễ. Phượng Kỳ Sơn mỉm cười nhìn Hạ Tĩnh Thạch, vẫy tay gọi Phượng Hí Dương đến bên cạnh. Phượng Hí Dương nhanh chóng chạy tới, dịu dàng nhìn Hạ Tĩnh Thạch và mỉm cười với nhất tiếu. Nhưng ánh mắt Hạ Tĩnh Thạch khi nhìn nàng vẫn không có chút thay đổi, chỉ khẽ gật đầu chào đón. Nhất tiếu, một tiếng gọi lớn thu hút mọi ánh nhìn, lăng tuyết ảnh thoát khỏi tay Ninh Phi, từ phía sau lao lên, tay chỉ lên tường thành, Nhất Tiếu ở đó. Hạ Tĩnh Thạch theo bản năng nhìn về hướng mà nàng chỉ, thấy rõ hai bóng người đang rằng co trên thành, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Nhất Tiếu thấy Hạ Tĩnh Thạch nhìn về phía mình, không rõ là do Phượng Tùy Ca cố ý nới tay hay nhờ sức mạnh đột ngột trong tình thế cấp bách, nàng liều mình lao về phía trước, thoát khỏi vòng tay Phượng Tùy Ca, lao lên thành và hét lớn, điện hạ, tuyết ảnh, Nhất Tiếu ở đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 14. Trước khoảng trống trước cổng thành, một người đứng trên nhìn xuống, một người dưới ngước lên, ánh mắt giao nhau trong tích tắc. Trong lòng nhất tiếu dâng lên một nỗi đau khó tả, như dòng chua sót dồn vào cổ họng, khiến nàng cảm thấy bị rút cạn sức lực. Cố gắng bám vào tường đá để giữ vững cơ thể. Nàng chỉ thấy đôi mắt ấy, sâu thẳm như hút cạn linh hồn vào vùng bóng tối, nóng rực như tỏa ra lửa cháy từ núi lửa một lực siết chặt bên hông khiến nàng giật mình là phượng tùy ca đã đến gần hắn nhìn về phía hạ tĩnh thạch với ánh mắt thách thức dùng sức mạnh ép buộc nhất tiếu cố ý dừng lại nhẹ cắn vào mạch cổ của nàng thách thức nhìn thẳng vào hạ tĩnh thạch ánh mắt hắn như muốn nói thì sao nếu nàng là nữ nhân của ngươi bỏ qua cảm giác đau khi móng tay cắm vào da thịt hạ tĩnh thạch mỉm cười nói thật là một bất ngờ lớn. Nếu không đến đây nghênh đón công chúa, bản vương đã không ngờ rằng đô úy mất tích lại xuất hiện tại Túc Sa Quốc. Trên mặt Phượng Hí Dương hiện rõ vẻ xấu hổ, nàng cắn môi nhìn Phượng Tùy Ca, dừng bước hỏi, Hoàng Huynh, Huynh, đang làm gì vậy? Tuyết ảnh bị Ninh Phi kéo về phía đoàn xe, vừa dãy rụa vừa chửi, mau kéo cái miệng heo của ngươi ra khỏi người nhất tiếu, cái đồ sáng mai còn không có cháo mà ăn. Này! Giữa tiếng thét chói tai của tuyết ảnh, Ninh Phi không chịu được nữa, bế bổng nàng lên vai và chạy về phía sau. Phượng Tùy Ca đã cười ha hà, nàng ấy mắng người còn sắc sảo hơn ngươi nhiều. Nhất Tiếu đã ngừng dãy rủa, đối diện ánh mắt của Hạ Tĩnh Thạch, nàng khẽ nói với Phượng Tùy Ca, hãy từ bỏ đi, dù là mưu trí hay phong thái, người mãi mãi không sánh bằng hắn. Phượng Tùy Ca hừ lạnh, không để tâm, nhưng lực tay càng thêm mạnh lúc này trên tường thành các vương công và quý tộc đều cảm nhận sự bất thường trong không khí bắt đầu xôn xao bàn tán giữa tiếng rì rầm phượng kỳ sơn cau mày đứng lên mọi tiếng thì thầm bỗng chốc im bặt ánh mắt mọi người đều tập trung vào ông là cô sơ xuất cô chỉ nghe rằng hoàng tử đưa về một nữ tử diễm lệ không ngờ đó lại là quân sĩ dưới quyền của trấn nam vương hạ tĩnh thạch nhìn nhất tiếu ôn hòa quốc chủ đã quá lời hoàng tử chỉ muốn tặng bản vương một bất ngờ nhỏ thôi nói xong hắn gật đầu với phượng tùy ca tình nghĩa của hoàng tử bản vương sẽ ghi nhớ trong lòng phượng tùy ca nhướng mày định nói thêm thì phượng kỳ sơn đã ra lệnh cho quan lễ nghi còn không mau mời khách quý vào thành nghỉ ngơi vị lễ quan đang đứng đờ người ra bỗng giật mình tỉnh lại vội vã hô lớn nghênh đón Trấn Nam Vương vào thành. Trong thành túc xa, đường phố nhộn nhịp rộn ràng, một đôi nam nữ ăn vận như lữ khách đang cãi cỏ, thu hút không ít người qua đường tò mò ngoái nhìn. Lăng tuyết ảnh, người có ly lẽ không hả? Ninh Phi lần thứ hai gầm lên, không nói, tuyết ảnh cũng không chịu thua, chống tay vào hôm đối đầu với Ninh Phi. Ta đến túc xa là để tìm nhất tiếu, chứ không phải để ngồi đó cùng đám người nham hiểm uống trà tán gẫu tức giận nàng quay sang mắng một người qua đường đang mẩn người xem nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ à người qua đường xấu hổ gãi mũi vội vàng bỏ đi ở chung với tên nam nhân thô lỗ này chưa đầy một tháng mọi quy tắc lễ nghĩa mà nàng học từ nhỏ đều bị ném hết ra sau đầu cha nàng từng nói gần mực thì đen quả không sai chút nào tuyết ảnh nghiến răng nghiến lợi nhưng ít ra cũng may là ở nước ngoài dù có mất mặt đến đâu cũng không lọt tay cha nàng. Ninh Phi giang rộng hai tay, định làm như lúc vào thành, khiêng tuyết ảnh lên. Thấy vậy, tuyết ảnh vội vàng lùi vài bước, đe dọa, ngươi không muốn chịu đau đúng không? Trên đường đi, nàng đã tưởng tượng đủ kiểu làm sao để các nữ tử Túc xa sẽ phải ghen tị vì nàng được sinh ra là một thục nữ của vương triều cẩm tú. Nào ngờ tới nơi, nàng lại bị hắn khiêng vào thành, mất sạch khí chất đến nỗi hoa mắt chóng mặt muốn nôn. Đã vậy, thay nàng còn nghe đám nữ tử đứng xem thầm thì, nhìn kìa, Cẩm Tú tướng quân, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thật vô lý, Tuyết Ảnh đến giờ vẫn chỉ muốn hét lên. Trong cơn giận dữ, Tuyết Ảnh rút châm cài, giáng một cú mạnh vào mông hắn, khiến mọi người xung quanh phải hít vào một hơi lạnh. Ninh Phi cảnh giác nhìn châm cài trên tóc nàng, may mà hôm nay Tuyết Ảnh dùng châm bằng gỗ mun nếu không, mông hắn giờ đây chắc đã đầy vết móng. Điện hạ vừa tới, việc lễ nghi phải được chu toàn trước, đừng để người túc xa cười chê, Ninh Phi nói, kiềm chế vì cây châm mà nhường nhịn. Tuyết Ảnh nhếch môi, chỉ vào mũi hắn, nói cho ta biết, ngươi là Trấn Nam Vương sao? Ninh Phi ngơ ngác, tất nhiên là không. Tuyết Ảnh lại chỉ vào mình, vậy còn ta, ta là Trấn Nam Vương sao? Đương nhiên không phải, Ninh Phi nhíu mày lo lắng ngươi bị cảm nắng sao? Tuyết ảnh lườm hắn một cái, bỏ qua câu cuối của hắn. Ngươi và ta đều không phải chấn Nam Vương, có thất lễ cũng chẳng ai trách lên Vương triều cầm tú. Ninh phi, ngươi hoặc cùng ta vào Vương cung, hoặc quay lại mà ngồi uống trà tiếp. Ninh phi lại chặn nàng lần nữa. Nhất Tiếu bị Hoàng tử Túc Sa đưa đi, quốc chủ cũng không rõ tình hình, nên nàng chắc chắn không ở trong Vương cung. Ai nói ta đi tìm Nhất Tiếu? ta phải tới chất vấn xem vị quốc chủ này cai trị ra sao, làm sao lại có thể dung túng nhi tử đi cướp đoạt phụ nữ nhà lành. Tuyết ảnh hất cằm, ngươi chỉ cần trả lời, đi hay không đi. Ninh Phi lại chặn nàng lần nữa, nhất tiếu bị hoàng tử túc xa đưa đi, quốc chủ cũng không rõ tình hình, nên nàng chắc chắn không ở trong vương cung. Lăng tuyết ảnh, người có ly lẽ không hả? Không nói, cả hai bắt đầu một vòng rằng co thứ ba. Bỗng nhiên, tuyết ảnh bất an nhúc nhích, nhỏ giọng gọi, Ninh Phi. Ánh mắt hắn, hình như không phải thiện lương cho lắm, trên mặt Ninh Phi cũng hiện ra vẻ khó lường, lại đây. Lần đầu tiên, tuyết ảnh ngoan ngoãn chui vào lòng Ninh Phi. Hắn an ủi vỗ vai nàng, rồi ngừng đầu lên, sắc bén nhìn về phía phượng tùy ca đang mồi cao trên lưng ngựa. Không biết từ khi nào, con đường nhộn nhịp đã bị binh lính túc xa chia thành ba đoạn. Hai bên vẫn là đám người huyên náo còn đoàn ở giữa nơi họ đang đứng đã bị phượng tùy ca dẫn quân vây kín. cứ coi như ta không có mặt đi. phượng tùy ca cười lười nhác, cứ tiếp tục đi. ninh phi cười lạnh. hoàng tử phượng lại muốn bắt người ngay trên phố sao? phượng tùy ca ngạc nhiên đáp. ninh tướng quân hỏi gì vậy? hóa ra là ngươi. tuyết ảnh ló đầu khỏi lòng ninh phi, chỉ tay vào đám binh lính túc xa đang hăm he xung quanh. ngươi mù? hay ta đang nhìn nhầm? Người muốn nói đây chỉ là người dơm sao? Phượng Tùy Ca mỉm cười giải thích. Ta được báo rằng trên con phố sầm uất có công chúa và hoàng tử xuất hiện. Dường như còn liên quan đến quốc chủ. Nên đến đây xem thử. Không ngờ lại là nhị vị. Việc dọn dẹp đường phố cũng chỉ là để tránh kẻ không biết phép tắc đến quấy giày. Hoàn toàn là thiện ý. Mong chớ hiểu lầm. Tuyết ảnh giả vờ dùng mình. Quay về trong lòng Ninh Phi. Ninh Phi, hôm nay ta mới nhận ra, vẫn là người tốt hơn, một người diễn trò bên đường, sao đủ được chứ? Ninh Phi khẽ dùng mình, thấp giọng cảnh cáo, lăng tuyết ảnh, lúc nào rồi mà còn đùa giỡn ta? Đến lúc này, Phượng Tùy Ca mới cúi đầu rồi quay đi. Tuyết ảnh giả vờ dùng mình, tựa vào lòng Ninh Phi, Ninh Phi, hôm nay ta mới nhận ra, vẫn là người tốt hơn, một mình diễn trò bên đường, làm sao đủ vui. Ninh Phi hơi run lên, thấp giọng cảnh cáo, lăng tuyết ảnh, giờ nào rồi mà còn đùa giỡn ta? Đúng là mốc tử, chẳng chịu phối hợp chút nào. Tuyết ảnh lườm hắn một cái, người có biết không, trên đời có loại sinh vật rõ ràng là thú, lại cứ muốn đội lốt người, học đòi ăn nói. Ninh Phi nhíu mày, thú mà khoác ra người ư, tuyết ảnh nghiến răng, quyết định không giải thích thêm, người chưa nghe nói, mặt người dạ thú, sao? Ninh Phi bừng tỉnh, nhưng chưa kịp nói gì, Tuyết Ảnh đã tiếp tục, thật ra, chẳng ai biết hắn thực sự là thứ gì, có lẽ hắn chẳng phải là một thứ gì cụ thể. Hắn rốt cuộc là thứ gì thì chỉ mình hắn biết. Nói xong, nàng nhìn Phượng Tùy Ca, cười nhẹ, lâu nay nghe rằng hoàng tử nhấp chính của Túc Sa kiến thức uyên bác, không biết có thể chỉ điểm cho Tuyết Ảnh một chút chăng. Phượng Tùy Ca khẽ mỉm cười, chuyện này quả thật làm khó ta rồi, có lẽ vẫn nên đọc thêm sách hoặc là ngươi nên hỏi ninh tướng quân người đã theo quân nhiều năm hẳn là kiến thức phong phú tuyết ảnh bực bội nhanh tay nắm lấy tay ninh phi trước khi hắn kịp mở miệng ra hiệu cho hắn im lặng về chuyện này chúng ta đã thảo luận nhiều lần trên đường nhưng không tìm ra đáp án nên mới muốn hỏi thử hoàng tử đáng tiếc là hoàng tử cũng không rõ càng không thể giúp chúng ta giải đáp nàng nhấn mạnh từng chữ rồi nở nụ cười vô tội thôi tạm gác câu hỏi này lại khi nào hoàng tử biết, lại giải đáp cho chúng ta cũng không muộn. Phượng Tùy Ca nhướng mày, thực ra, nhị vị có thể hỏi thử Trấn Nam Vương. Nhất Tiếu rất ngưỡng mộ trí tuệ của hắn, nói xong, hắn quất roi ngựa, phi nhanh về phía trước, đoàn binh lính túc xa cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Tuyết ảnh sực tỉnh, dừng bước, Nhất Tiếu, đáng ghét, ta quên hỏi hắn đòi người. Ninh Phi ngơ ngác trong chốc lát, lắp bắp nói, à, tay ta, Tuyết ảnh cúi đầu nhìn, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, chán ghét phủi phủi, ghê, không biết hôm nay ngươi đã rửa tay chưa? Ninh Phi đột nhiên hỏi, ngươi vừa nói ta tốt hơn cái gì? Khóe miệng tuyết ảnh nhếch lên một nụ cười tinh quái, nàng lùi lại vài bước, nói, hắn là mặt người dạ thú, còn ngươi là thú đội lốt người, chẳng lẽ không hơn hắn sao? Thú à, Ninh Phi lập tức nổi giận đùng đùng, lăng tuyết ảnh, đừng có mà chạy chương 15 Phượng Hí Dương chống tay lên khóe miệng, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, trầm tư thất thần. Nàng còn nhớ lần đầu gặp hắn, một cảm giác đau nhói vô danh dâng lên trong lồng ngực, làm cả người nàng run rẩy. Ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, hắn trông như không còn hồn phách, tựa một cái xác không hồn, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo. Hai canh giờ trước, hoàng đệ của hắn ngồi trên mai vàng thánh đế của triều cẩm tú trước ánh nhìn của muôn dân còn hắn thì quỳ gối trước tân đế nhận phong hào trấn nam vương trở về túc xa hình ảnh đôi mắt u buồn của hắn cứ ám ảnh mãi trong đầu nàng nàng chợt thấy tiếc nuối không chỉ cho hắn mà còn cho chính mình giá như hai nước giao hảo thì sẽ biết bao tốt đẹp hoặc giá như họ chỉ là người bình thường thì thật tốt biết bao nhiều năm trôi qua khi nàng đến tuổi kết hôn phụ vương hỏi ý nàng cuối cùng nàng không thể kìm nén mà nói thẳng với phụ vương rằng ngoài hạ tĩnh thạch gia nàng sẽ không gả cho ai lần đầu tiên phụ vương nổi giận với nàng ông phất tay áo bỏ đi ai ngờ mấy tháng sau phụ vương lại tuyên bố ngừng chiến với triều cẩm tú ngay tại triều hội còn quyết định gả nàng cho trấn nam vương để thể hiện thành ý cầu hòa của túc xa khi nghe tin ấy nàng vui đến mức bật khóc dù ngày hẹn hắn không đến đúng hạn nàng cũng không bận tâm nhưng nàng chờ đợi suốt bốn năm trời chưa từng tự hỏi mình có nên tiếp tục đợi không cũng không hỏi bao giờ hắn sẽ đến nàng chỉ kiên trì với lựa chọn của mình cuối cùng khi gần như tuyệt vọng hắn đã đến dù tường thành cao nàng vẫn có thể nhìn rõ từng chút thay đổi trên gương mặt hắn đôi mày giãn ra ánh mắt bình thản bờ môi ôn hòa nhưng quanh người hắn vẫn toát lên sự lạnh lùng mờ ảo ngăn cách mọi thứ xung quanh Hắn ngay đó, nhưng như thể thuộc về một thế giới riêng biệt, có lẽ từng có chút dao động, nhưng chẳng phải là vì nàng. Đột nhiên, vai nàng bị vỗ nhẹ hai cái, Phượng Hí Dương theo phản xạ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt lên, phụ vương. Phượng Kỳ Sơn mỉm cười, ngồi xuống cạnh nàng, con đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, ngay cả khi ta vào mà con cũng không nhận ra. Phượng Hí Dương chớp mắt vài cái, ánh mắt trở lại dáng vẻ thương ngày dạng dỡ nói, diễn dương chỉ đang nghĩ xem nên mặc bộ lễ phục nào trong ngày đại hôn, là bộ đỏ thẫm theo chỉ vàng, hay là bộ đen đế vương. Phượng Kỳ Sơn vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng, đỏ thẫm theo chỉ vàng thì rực rỡ, còn bộ đen thì trang trọng. Dù là bộ nào, chỉ cần người mặc là nữ nhi của ta, thì nhất định là xinh đẹp nhất. Diễn Dương thật sự quyết định chọn hắn sao? Phượng Hí Dương cười rạng rỡ phụ vương cảm thấy hắn không tốt sao phượng kỳ sơn thở dài ta không nghi ngờ mắt nhìn của con nhưng hôm nay khi nhìn thấy hắn ta lại cảm thấy yêu một người như vậy sẽ rất vất vả một nam nhân như thế muốn có được tình cảm của hắn đã không dễ cho dù hắn có thích con thì với hắn vẫn còn những thứ hoặc những người quan trọng hơn con phượng hí dương vẫn giữ nụ cười đầy tự tin nói phụ vương có lẽ hắn sẽ xem nhiều thứ khác quan trọng hơn diễn dương nhưng diễn dương tin rằng dù có gặp nguy hiểm thế nào hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc diễn dương phụ vương không nghĩ rằng hắn nhất định sẽ yêu diễn dương sao phượng kỳ sơn nhìn nàng chăm chú hồi lâu cuối cùng nở nụ cười hài lòng diễn dương đã trưởng thành không còn là cô bé ngày xưa cứ quấn lấy phụ vương để nghe chuyện cổ tích nữa nếu mẫu phi con nơi suối vàng biết được chắc hẳn cũng sẽ yên lòng khi thị nữ đến báo với Nhất Tiếu rằng có lệnh triệu kiến từ vương thành, nàng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nghe nói là quốc chủ Phượng Kỳ Sơn đích thân triệu kiến, nàng mới chậm rãi xuống lầu. Phía dưới, nàng nhìn thấy viên quan hành lệnh đang đứng chờ, tay giấu trong ống tay áo, không ngừng đi qua đi lại với vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghe tiếng bước chân nàng, hắn lập tức quay lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, phó đô úy cũng thật có giá đấy. Nhất Tiếu mỉm cười, cúi người đáp, quan uy của hành lệnh thật lớn. Viên quan hành lệnh khượng lại, cười gượng, vừa rồi ta chỉ là nhất thời nóng này, mong phó đô úy rộng lượng bỏ qua. Hắn âm thầm hối hận vì sự lỗ mãng của mình, những câu chuyện gần đây về nữ tử trước mặt hắn đã nghe không ít. Nàng không chỉ là võ tướng tứ phẩm dưới quyền trấn Nam Vương Triều Cẩm Tú mà còn được quốc chủ đích thân triệu kiến. Hơn nữa, chỉ riêng sự yêu mến của Hoàng tử nhấp Chính dành cho nàng, nếu nàng muốn nói vài câu lên trên, hắn cũng khó tránh được tai họa. Nhất Tiếu nhìn thấy vẻ mặt bất an của hắn, biết hắn đã hối hận nên cũng không muốn so đo thêm, chỉ khẽ gật đầu, xin hành lệnh dẫn đường. Khi đến cổng, từ xa xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó là tiếng quát của Phượng Tùy Ca, đợi một chút. Nhưng Nhất Tiếu không hề dao động, thẳng tiến vào xe ngựa. Còn Tuấn Mã Phi nhanh đến, phượng tùy ca chưa đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống bước nhanh đến cạnh xe vén rèm xe ra tức giận nói với nhất tiếu ta bảo ngươi chờ một chút ngươi không nghe thấy sao nhất tiếu làm như không nghe thấy quay sang nói với hành lệnh không phải sợ lỡ giờ sao tại sao còn chưa đi nghe vậy hành lệnh lúng túng đáp thưa hoàng tử đây là lệnh triệu kiến của quốc chủ dành cho phó đô úy đã trễ không ít thời gian xin hoàng tử đừng làm khó thần phượng tùy ca nghiến răng ném roi ngựa xuống đất rồi nhanh chóng bước vào xe đồng thời quát còn không mau đi cuối cùng xe ngựa dừng lại kết thúc chuyến đi dài ngột ngạt và trầm mặc nhất tiếu né cánh tay của phượng tùy ca đang định đỡ mình rồi nhảy xuống khỏi xe nàng theo sau hành lệnh chậm rãi bước lên từng bậc thềm vừa bước vừa quan sát nơi quốc chủ Túc xa chuẩn bị tiếp kiến mình kiến trúc gồm ba tầng lầu cao mất hai tầng điện phủ hai bên điện phủ là 10 gian phòng lớn nhỏ khác nhau, nối tiếp bằng các hành lang uốn lượn quanh sườn núi. Trên tường có những bích họa đầy màu sắc, sàn hành lang lát ngọc bạch khắc họa rồng phượng. Cả công trình toát lên vẻ uy nghiêm, lộng lẫy và tráng lệ. Đây là tất an cung, phượng tùy ca, thấy nàng nhìn quanh, nói với giọng khàn, mẫu phi của diễn dương khi còn sống đã ở nơi này. Nhất tiếu hơi nghi hoặc đây là hậu cung triệu kiến ngoại thần chẳng phải nên ở điện chuyên dụng sao thấy hắn chỉ đáp một tiếng không giải thích thêm nhất tiếu cũng không hỏi nữa thực ra trong lòng phượng tùy ca cũng có cùng nghi vấn ngày hạ tĩnh thạch vào thành phụ vương đã triệu hắn vào cung giữa đêm do hỏi về chuyện của phó nhất tiếu sau khi hắn tóm lược mọi việc phụ vương không trách cứ gì chỉ dặn rằng về sau nếu có chuyện tương tự dù chưa xác minh rõ có âm mưu từ triều cầm tú hay không hắn cũng phải kịp thời báo lại tưởng rằng chuyện đã qua không ngờ vừa rồi lại nhận được tin từ lính gác tại thủy vẽ viên rằng phụ vương phái người đến triệu kiến phó nhất tiếu hắn liền bỏ công việc đang làm vội vàng trở lại đây cứ tưởng hạ tĩnh thạch đã không chịu nổi mà trực tiếp đối chất với phụ vương ai ngờ lại là hắn nhíu mày lo lắng liếc nhìn phó nhất tiếu hành lệnh dẫn phó nhất tiếu và phượng tùy ca đến khu vườn phía sau tất an cung sau đó dừng lại cung kính nói, quốc chủ có nói phó đô úy có thể trực tiếp vào trong, hoàng tử thì hắn ngập ngừng, phượng tùy ca đã sắc lạnh nhìn qua, nên vội nói tiếp, tự nhiên hoàng tử cũng có thể vào. dù đã gặp qua nàng trên thành lâu, nhưng khi lần nữa nhìn thấy phó nhất tiêu, phượng kỳ sơn vẫn không kìm được mà đánh giá nàng thêm lần nữa. nghe rằng phượng tùy ca trở về từ cẩm tú mang theo một nữ từ cẩm tú và sắp xếp nàng tại thủy vẽ viên. Phượng Kỳ Sơn biết tính con mình vốn bộc trực nên cũng không để tâm. Nhưng vào ngày Trấn Nam Vương tiến vào thành, Phượng Tùy Ca đã đưa nàng vào một buổi tiệc chỉ dành cho vương thất và quý tộc, khiến hắn ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu không phải ánh mắt vốn lãnh đảm của Hạ Tĩnh Thạch bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt khi nhìn thấy nàng, có lẽ Phượng Kỳ Sơn đã không chú ý đến nàng lần thứ hai. Một đóa hoa độc đó là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Phượng Kỳ Sơn và đóa hoa độc ấy giờ đây đứng không xa ông, bên cạnh con trai ông. Dưới ánh mắt của ông, Phó Nhất Tiếu vẫn điềm tĩnh đứng yên. Ngồi trong đỉnh đá, Phượng Kỳ Sơn hoàn toàn khác với hình dung của nàng về một quốc chủ túc xa. Dù khuôn mặt có nét giống Phượng Tùy Ca, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trên người Phượng Tùy Ca là vẻ sắc sảo đầy kiêu hãnh, còn Phượng Kỳ Sơn thì ôn hòa và trầm lặng. Nếu không nhờ đôi mắt sắc sảo kia, ông hẳn không giống một vị quân vương chút nào. Từ lâu ta đã nghe danh nữ tướng tài ba dưới quyền trấn Nam Vương của Cẩm Tú, Phượng Kỳ Sơn cuối cùng rời ánh mắt đi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường. Tưởng rằng phó nhất tiếu sẽ khiêm tốn vài lời, nhưng sau mấy nhịp vẫn không thấy nàng mở miệng, Phượng Kỳ Sơn có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy nàng chỉ nhếch nhẹ khóe môi, như thể vừa nghe được điều gì thú vị, Phượng Kỳ Sơn lập tức nhíu mày chưa kịp lên tiếng phượng tùy ca đã tiến lên mấy bước và ngắt lời phụ vương hôm nay tại sao lại đến tất an cung này phượng kỳ sơn nhướng mày sắp đến ngày đại hôn của diễn dương nên ta đến đây trò chuyện cùng mẫu phi của nàng còn con lẽ ra giờ này nên ở đình bàn chính sự ta cũng không nhớ có gọi con đến thấy hắn lúng túng phượng kỳ sơn tiếp tục giọng tuy nhẹ nhưng uy nghiêm là nhấp chính hoàng tử nếu không thể cùng thần tử chia sẻ gian khổ, thì khi gian nguy, ai sẽ cùng con đồng cam cộng khổ đây? Nhi thần biết sai, giờ sẽ trở về ngay, phượng tùy ca miễn cưỡng cúi đầu, hành lễ, rồi lui lại đến bên nhất tiếu, khẽ dừng lại, nói nhỏ, nếu phụ vương tức giận, người hãy nhượng bộ xin lỗi, dù không vì mình, cũng hãy nghĩ cho chấn nam vương. Nhất tiếu trần trừ đôi chút rồi khẽ gật đầu, lúc này phượng tùy ca mới cúi đầu lui ra phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn